tiếp nối đồng nai ngày mới sáng nay và quý vị cùng đến với phần tin thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tới đồng nai với những nội dung đáng chú ý sau đây tổng thống bangladesh ông mohamed taha putin tuyên bố giải tán quốc hội mở đường cho bầu cử sớm lực lượng hezbollah ở liban tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào miền bắc israel thưa quý vị tổng thống bangladesh ông mohamed Saha Putin Cô qua tuyên bố giải tán Quốc hội, mở đường cho một chính phủ lâm thời và cuộc bầu cử sớm. Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và rời đất nước. Theo ông Shahabuddin, quyết định giải tán Quốc hội được đưa ra sau các cuộc họp với người đứng đầu lực lượng quốc phòng, lãnh đạo các đảng phái chính trị, các nhà lãnh đạo biểu tình sinh viên và một số đại diện của các tổ chức xã hội dân sự. Ông Shahabuddin cho biết chính phủ lâm thời sẽ được thành lập và Bangladesh sẽ tổ chức bầu cử. Tổng tư lệnh quân đội tướng Quaker Wood Zaman sẽ gặp các nhà lãnh đạo biểu tình để thảo luận về việc thành lập chính phủ. Văn phòng tổng thống cũng xác nhận lãnh đạo đảng đối lập dân tộc Bangladesh, bà Begum Khaleda Zia, cựu thủ tướng từng bất đồng chính kiến với chính phủ, đã được trả tự do, chấm dứt lệnh quản thúc tại gia. Những người biểu tình muốn người đoạt giải Nobel Hòa Bình, ông Muhammad Yunus, làm cố vấn cho chính phủ lâm thời và ông Yunus đã đồng ý. Ngoại trưởng Ấn Độ Jaisanka cùng ngày xác nhận bà cựu thủ tướng Bangladesh bà Sid Hasina đang ở Ấn Độ. Thưa quý vị, Thư ký Hội đồng An ninh Nga ông Sergei Shoigu hôm qua cho biết Moscow và Tehran đang đẩy nhanh tốc độ hợp tác song phương. Phát biểu trên kênh truyền hình Russia 24, ông Shoigu nhấn mạnh, phạm vi hợp tác giữa Nga và Iran rất rộng, hơn nữa còn đang phát triển nhanh trong mọi lĩnh vực. Ông Sugu cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm Tehran ngày 5 tháng 8, ông đã có cuộc gặp với Tổng thống Iran Masoud Bejaskian. Trong đó, hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề, từ tình hình ở Syria đến những diễn biến đáng báo động ở khu vực biên giới giữa Liban và Israel. Ngoài ra, hai bên cũng đề cập những vấn đề liên quan đến hành lang vận tải Bắc Nam đang có nhiều tiến triển. Hãng tin RIA dẫn lời thư ký Hội đồng An ninh Nga cho hay, ông đã thảo luận với giới chức Iran về vụ thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyev bị sát hại tại Tehran mới đây. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Tổng thống Masoud Bezazgian tại cuộc gặp ông Shogu, nhấn mạnh Tehran quyết tâm mở rộng quan hệ với đối tác chiến lược Nga. Liên quan đến căng thẳng giữa lực lượng Hezbollah ở Liên bang và Israel, Hezbollah hôm qua tuyên bố đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa vào miền Bắc Israel. Lực lượng đồng thời cho biết hành động trả đũa chính thức sau vụ chỉ huy của nhóm ông Fuad bị sát hại vẫn chưa diễn ra. Hezbollah tuyên bố đã phóng một phi đội máy bay không người lái tấn công vào hai địa điểm quân sự gần thành phố Akku ở miền bắc Israel đồng thời tấn công một xe quân sự của Israel ở một địa điểm khác hãng tin reuters dẫn một nguồn tin của Hezbollah cho biết đây chưa phải là hành vi trả đũa của lực lượng này đối với vụ ám sát chỉ huy fuasset quân đội israel cũng xác nhận một số máy bay không người lái đã bay từ liban sang và một máy bay đã bị chặn trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết lực lượng không quân nước này đã tấn công, đáp trả hai căn cứ của Hezbollah ở miền nam Liban. Trước đó cùng ngày, bốn người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào thị trấn Mefadun ở Liban, cách biên giới với Israel gần 30 km về phía bắc. Các động thái đáp trả giữa Israel và lực lượng Hezbollah làm gia tăng lo ngại khu vực Trung Đông sẽ rơi vào xung đột toàn diện. Trước đó, Hezbollah tuyên bố sẽ đáp trả vụ chỉ huy của lực lượng này. Ông Fouassad thiệt mạng trong vụ không kích của Israel ở Beirut. Iran cũng tuyên bố sẽ đáp trả vụ thủ lĩnh phong trào của Hamas, ông Ismail Haniyeh, bị ám sát tại Iran vào tuần trước. Quân đội Iraq hôm qua lên án các cuộc tấn công liều lĩnh nhắm vào các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này và tuyên bố đã bắt giữ một chiếc xe tải có bị phóng tên lửa. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi căn cứ không quân Al-Assad ở phía tây Iraq bị tấn công bằng tên lửa. Phía Mỹ cho biết 5 quân nhân của nước này bị thương trong vụ tấn công tuyên bố của quân đội iraq cho biết chúng tôi phản đối các hành động liều lĩnh nhắm vào các căn cứ quân sự phái bộ ngoại giao của iraq nơi ở của các cố vấn liên quân quốc tế cũng như mọi hành động có thể gây căng thẳng trong khu vực quân đội iraq không xác nhận thông tin quân nhân mỹ bị thương nhưng cho biết cả hai quả tên lửa đã được bắn vào các căn cứ không quân từ thị trấn haditha ở gần đó Quân đội Iraq cho biết thêm, lực lượng an ninh của chúng tôi thông qua công tác tình báo và an ninh đã có được thông tin quan trọng về thủ phạm của vụ tấn công và hiện đang truy đuổi để đưa thủ phạm ra trước công lý. Theo quân đội Iraq, một chiếc xe tải nhỏ với một bệ phóng tên lửa cố định ở phía sau đã bị tịch thu, tám quả tên lửa chưa bắn đã bị tháo dỡ khỏi chiếc xe trên. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm qua đưa tin, Bộ Ngoại giao Triều Tiên phản đối việc Đức gia nhập Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) cho rằng động thái này sẽ làm gia tăng căng thẳng. Triều Tiên đồng thời cáo buộc Mỹ ra phiên bản châu Á của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, Mỹ đang cố gắng khôi phục chức năng của UNC, đáng ra phải bị vô hiệu hóa từ thế kỷ trước. Mục đích của động thái này là biến UNC thành phiên bản NATO thứ hai của châu Á theo bộ này việc đức gia nhập unc chắc chắn sẽ làm nghiêm trọng thêm tình hình quân sự và chính trị trên bán đảo triều tiên và khu vực bộ trên cũng cho biết đức phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu xảy ra hậu quả đáng tiếc Hôm 2 tháng 8, Đức trở thành thành viên mới nhất của UNC, lực lượng có nhiệm vụ giám sát biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên và cam kết bảo vệ Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius cho biết, động thái này thể hiện niềm tin mạnh mẽ của Berlin rằng an ninh châu Âu có mối liên hệ chặt chẽ với an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tổng thông tin Defense One hôm qua dẫn lời các quan chức quân đội Mỹ xác nhận không quân nước này đang lập kế hoạch nâng cấp phi đội máy bay ném bom B-52 Stato Fortress được chế tạo trong thập niên 1960 với chi phí ít nhất là 15 tỷ đô la Mỹ Theo Defense One, không quân Mỹ đang tìm cách trang bị cho những chiếc B-52 động cơ và radar mới để có thể duy trì hoạt động trong ba thập kỷ nữa, trong bối cảnh phi đội máy bay ném bom B-1 và B-2 sẽ ngừng hoạt động vào đầu những năm 2030. Tuy nhiên, kế hoạch thay thế động cơ do nhà sản xuất động cơ Rolls-Royce của Anh sản xuất và radar do nhà thầu quốc phòng Raytheon của Mỹ chế tạo đang gặp trở ngại do giá thành cao. Defense One dẫn lời ông Brian Knight, Phó giám đốc phụ trách chương trình B52 cho biết, chi phí nâng cấp ước tính trước đó đã tăng lên 15 tỷ đô la Mỹ. Ông tiết lộ không quân Mỹ vẫn đang điều chỉnh chi phí ước tính và kỳ vọng những đề xuất mới từ Boeing. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp hôm qua cho biết đã giải cứu 75 người di cư tại bán đảo Peloponnese, phía nam nước này. Đây là khu vực từng xảy ra vụ chìm tàu chở người di cư nghiêm trọng nhất ở Hy Lạp. Những người di cư được giải cứu từ một chiếc thuyền ở phía tây nam thị trấn ven biển Pilos của bán đảo Peloponnese. Những người di cư này dự kiến sẽ được đưa đến thành phố Kalamata quốc tịch của họ và nơi họ xuất phát vẫn chưa được tiết lộ. Trước đó, hồi tháng 6 năm 2023, một tàu đánh cá cũ kỹ và quá tải chở 750 người di cư từ thành phố Tobruk ở Libya đã bị chìm ở phía tây nam Pilos. Vụ việc đã khiến hơn 600 người thiệt mạng. Những người sống sót đã đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Các bộ lực lượng này phản ứng chậm dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Thưa quý vị, tại các vùng nông thôn của Trung Quốc, một sự kiện thể thao mô phỏng theo Thế vận hội ra mắt trong năm nay. Sự kiện có tên là Olympic Làng. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm hồi sinh các khu vực nông thôn có dân cư thừa thớt thông qua thể thao. Tháng 7 vừa qua, Olympic Làng đã được tổ chức tại huyện Đông Giang thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Các vận động viên nghiệp dư gồm cả người dân và học sinh sinh viên trong vùng tham gia thi đấu, sự kiện không giới hạn các bộ môn thi đấu. Ngoài ra còn có sự biến tấu thú vị của các môn, chẳng hạn môn bóng bàn, đánh bằng chảo hay điền kinh trên cà kheo. Giải thưởng tại Olympic làng cũng thú vị không kém, gồm như vịt, gà, vân vân. Không khí rất sôi động và tôi cảm thấy rất phấn khởi khi được xem. Tôi đã xem nhiều trận bóng rổ nhưng trận bóng này thực sự quá gây cấn. Tôi thấy rất phấn khích. Olympic làng thú vị đã thu hút hơn 500 triệu lượt xem trên các nền tảng phát video trực tuyến. Trước giải đấu, giải đấu vô địch bóng rổ PA được tổ chức ở Quý Châu hồi 2 năm trước cũng gây tiếng vang lớn. Năm ngoái, giải vô địch bóng đá Đông Giang cũng nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội. Sau các sự kiện thể thao, Đông Giang trở thành địa điểm thu hút đông đảo du khách. Việc giới trẻ đổ xô đến các thành phố lớn sinh sống cũng thôi thúc chính quyền địa phương tổ chức các sự kiện thể thao nhằm hồi sinh các vùng nông thôn. Anh Chen Lian Guan, 33 tuổi, sinh ra và lớn lên ở huyện Đông Giang. Nhưng sau khi học xong cấp 2, anh chuyển tới Quảng Đông sống và sau đó làm việc trong một nhà máy. Năm ngoái anh quyết định trở về quê, sau khi giải vô địch bóng đá ở Đông Giang trở nên nổi tiếng và thu hút đông đảo du khách. Anh nói: "Quê nhà của tôi đã được hồi sinh, tôi nghĩ tôi sẽ có cơ hội làm ăn tại đây nên quyết định trở về." Anh trên hiện mở một quầy bán thức ăn gần sân vận động, thu nhập kiếm được cũng tương đương với công việc trước đó tại thành phố. Anh thấy vui vì được về quê và chăm lo cho bố mẹ, anh nói thêm: "Tôi hy vọng các sự kiện thể thao tại các khu vực nông thôn ở Trung Quốc sẽ ngày càng trở nên phổ biến, từ đó mức sống của người dân tại các khu vực này cũng được cải thiện. Dù thu hút du khách hay giới trẻ trở về, những sự kiện thể thao như thế này cũng rất quan trọng đối với sự phát triển về lâu dài của khu vực nông thôn Trung Quốc."